Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tân Hiệp Phát theo gót chân của Vạn Thịnh Phát bị sới lại nghi án trốn thuế của con gái Dr. Thanh. Tân Hiệp Phát cũng là một doanh nghiệp độc tài không khác mấy với Vingroup của Phạm Nhật Vượng. Nhiều lần thì người tiêu dùng phát hiện trong chai của Doctor Thanh và Number One có ruồi đều bị ông Trần Quý Thanh dùng tiền đè bẹp người tố cáo, kể cả dùng cách gài bẫy không mấy quan minh chính đại. Năm 2015, Tân Hiệp Phát đã khiến cho công luận xôn xao với vụ chai nước ngọt number one có ruồi và lúc đó đã có một số ý kiến cho rằng đó là hồi kết của một doanh nghiệp nhưng không biết có thế lực nào đó đã chống lưng và giúp cho Tân Hiệp Phát phản công. Ông Võ Văn Minh, người tố cáo vụ việc bỗng trở thành tội phạm và phải lĩnh án 7 năm tù, cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều làm việc như là được chỉ đạo. Thời kỳ Cộng sản cai trị là thời mà đồng tiền đè bẹp đạo đức. Nhiều doanh nghiệp thất đức đã ngang nhiên tồn tại mà không sợ bị xã hội lên án bởi nó có tiền và chính quyền luôn đứng ở sau lưng. Tập đoàn Ma San của đại gia Trần Đăng Quang cũng là một ông trùm về thực phẩm hóa chất bẩn và ông này từng lên kế hoạch đánh chết nước tương và nước mắm truyền thống. Kết quả không diệt được nước tương và nước mắm truyền thống mà ngược lại lại bị vạch mặt là thâm hiểm và gian trá trong chiến dịch vùi dập nước mắm truyền thống, nhiễm asen trước đây. Doanh nghiệp bẩn dùng tiền chi phối chính quyền và được chính quyền dung túng cho doanh nghiệp làm bậy và đó là cách mà Tân Hiệp Phát đã dùng trong vấn đề lùm xùm đất đai vào năm 2019. Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát đã trúng thầu đấu giá lô đất vàng 79.400 m2 tại khu đất huyện Côn Đảo với giá 537.330 tỷ đồng. Lưu ý khu đất này lúc đầu được đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng. Tân Hiệp Phát còn chúng đấu giá 3 khu đất vàng khác cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao công an điều tra khu đất vàng Tân Hiệp Phát chúng đấu giá. Tuy nhiên thì kết quả cũng không đi đến đâu. Tân Hiệp Phát đều ém nhẹm được và những vụ sai phạm này. Ngoài ra thì Tân Hiệp Phát cũng ém rất gọn những vụ liên quan đến đất đai ở tỉnh Đồng Nai. Ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương, con gái ruột của ông chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh. Bà Trần Phương Uyên là phó tổng giám đốc tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Hành vi bị cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu phạm tội trốn thuế quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cử giám định viên tiến hành giám định về giá đất và chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng. Năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy Number One tại tỉnh Hà Nam. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng kéo theo cả ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Còn lãnh đạo tỉnh Hà Nam thì khúm đúm theo sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Quý Thanh. Ông Trần Quý Thanh là người được xem là có số má trong giới đại gia bởi ông đã mời được Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy thì đấy là một sự bảo chứng cho sức mạnh ngầm và từ đó thì ông Trần Quý Thanh đè bẹp bất kỳ ai muốn nhắm vào ông. Vụ con gái ông Trần Quý Thanh liên quan đến đất đai đã kéo dài gần 4 năm, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa gãi ngứa được gia đình ông Trần Quý Thanh và không biết lần này công an thành phố Hồ Chí Minh có khởi tố và bắt con gái ông trùm ngành nước ngọt này hay là không. Ông Trần Quý Thanh từng mời được ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên thì quen với Nguyễn Phú Trọng như là quen với cọp dữ. Nếu một ngày nào đó cọp quay lại vồ lấy bạn mình thì cũng không có gì là lạ và lúc đó xem như là Tân Hiệp Phát không phát mà bị tàn. Còn theo Thới Bình thì sới lại nghi án trốn thuế của ái nữ gia tộc Đốc Tử Thanh. Bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát bị điều tra về hành vi trốn thuế Cuối buổi sáng ngày 6 tháng 3 năm 2023, báo tuổi trẻ đưa tin về ái nữ gia tộc Đốc Tờ Thanh đối mặt với lao lý về nghi án trốn thuế. Cái đang nói ở đây là nội dung của nghi án này đã có từ thời của ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ. Rất có thể là vô tình nhưng đúng là cần tò mò khi mà liên tưởng chỉ đến lúc ông Nguyễn Xuân Phúc rời chính trường thì nghi án này mới bị sờ gáy mới ở giai đoạn giải quyết tin tố cáo về chuyện trốn thuế. Cái đang nói tiếp theo nữa đó là tính đến cuối giờ chiều ngày 6 tháng 3 thì không thấy tờ báo nào đưa tin nghi án trốn thuế kể trên, riêng báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh thì bài báo chỉ còn đường dẫn nhưng nhấp chuột vào thì trở lại trang chủ của tờ báo này. Một biên tập viên giải thích với tư cách cá nhân là lâu nay trong các hợp đồng quảng cáo thương hiệu mà tập đoàn Tân Hiệp Phát ký với giới truyền thông có đưa vào một ràng buộc là không đưa tin gây bất lợi cho thương hiệu này khi mà tin tức đó vẫn ở trường hợp tin hậu trường, tin chưa chính thức. Bài viết trên báo tuổi trẻ được căn cứ vào một văn bản mà Công an thành phố Hồ Chí Minh gửi cơ quan thuế. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm tố cáo bà Trần Uyên Phương sinh năm 1981, địa chỉ 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu sai phạm và phạm tội trốn thuế quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Trần Uyên Phương cùng với một số cá nhân khác đã sử dụng tài liệu và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng viên chứng nhận vào sổ công chứng tại văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất. Từ đó, cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên nhận chuyển nhượng là bà Trần Uyên Phương và bên chuyển nhượng là các cá nhân chủ sử dụng đối với quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, phường Long Trường, xã phường Bình Khánh, thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gây thất thu số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước khoảng hơn 5,48 tỷ đồng. Do vậy, để phục vụ cho công tác điều tra xử lý vụ việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cử hai giám định viên tư pháp về lĩnh vực thuế để phối hợp với cơ quan điều tra. Hơn 2 năm trước, tại một họp báo vào trung tuần tháng 12 năm 2020, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Thánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an cho hay nói về việc C01 đề nghị tạm dừng các biến động tài sản, các lô đất của bà Uyên Phương như sau. Hồi tháng 10 năm 2020, C01 nhận được một đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, công ty Kim Oanh cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua chuyển nhượng dự án cổ phần doanh nghiệp. Theo ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng Ngày 9 tháng 11 năm 2020, C01 ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý, tạm dừng các biến động tài sản mua bán tặng cho thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất đối với công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung xác minh, điều tra nên chưa thể thông tin gì thêm. Đại tá Dũng cho biết như vậy ở thời điểm cuối năm 2020. Phản ứng rất nhanh sau đó, trước thông tin của C01, phía đại diện pháp luật của bà Uyên Phương cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của Bộ Công an về việc bắt tạm dừng các biến động tài sản, các khu đất. Thông tin ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Uyên Phương cũng chỉ biết thông qua phát ngôn của đại diện C01 và trên báo. Về việc ông Lâm đại diện công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách phía bà Uyên Phương nói không đúng với sự thật và các hợp đồng chuyển nhượng là có thật và được thực hiện trên thực tế giữa các bên và do công ty Kim Oanh chủ động tự nguyện thực hiện và do đó quyền sở hữu cổ phần công ty Minh Thành của công ty Kim Oanh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng với pháp luật. Đối với việc công ty Kim Oanh cho rằng thiệt hại 1.000 tỷ đồng từ dự án của công ty Minh Thành, tài sản bị cơ quan điều tra đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động. Phía bà Phương cho rằng công ty Kim Oanh chỉ nắm giữ 50% vốn cổ phần và không sở hữu tài sản nào khác của công ty này. 50% còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông khác, do đó công ty Kim Oanh không sở hữu dự án do công ty Minh Thành làm chủ đầu tư thì không thể cho là bị thiệt hại. Ngoài ra thì dự án này mới ở giai đoạn được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, chủ trương đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Để dự án có thể được phê duyệt chính thức phải thực hiện thêm rất nhiều công đoạn liên quan đến các tố cáo tương tự kể trên ghi nhận từ người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà trần uyên phương theo quy định của pháp luật nếu có tố cáo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xác minh làm rõ các thông tin để giải quyết đơn tố cáo đó là điều hết sức bình thường và không thể suy diễn khi các cơ quan điều tra làm rõ thông tin về bà trần uyên phương đồng nghĩa với việc bà phương vi phạm pháp luật đồng nghĩa với việc các tố cáo là đúng Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu như tố cáo sai. Đối với vụ chuyển nhượng bất động sản số 230 Hồ Ngọc Lãm, phía luật sư của bà Trần Uyên Phương cho biết đây là bất động sản thuộc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Lâm Hoàng, bà La Ngọc Vũ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà với tài sản khác gắn liền với đất số CM707463 số vào sổ cấp giấy phép chứng nhận 1CH13192 rồi Ủy Ban dân quận Bình Tân cấp ngày 10 tháng 12 năm 2018 giấy chứng nhận CH13192. Bà Trần Uyên Phương bên nhận chuyển nhượng ông Lâm Hoàng, bà La Ngọc Vũ bên chuyển nhượng đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng số 001726 quyền số 01 TP trên CC. SCC trên HD GD ngày 11 tháng 1 năm 2019, hợp đồng mua bán để mua bán chuyển nhượng đối với thửa đất số 452 tờ bản đồ số 107 TNL 2005. Hợp đồng mua bán được văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 1 năm 2019, bà Trần Uyên Phương đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhận chuyển nhượng bất động sản này cho ông Lâm Hoàng. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân đã cập nhật thông tin bà Trần Uyên Phương là người sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở trên giấy chứng nhận CH13192. Còn theo Dương Quốc Chính thì Uyên Phương trốn nợ chuyển nhượng bất động sản. Việc em Uyên Phương, phó tổng giám đốc, bị điều tra về tội trốn thuế chuyển nhượng bất động sản làm mình khá bất ngờ bởi vì tội này chắc anh em nhà giàu nào hay mua bán bất động sản đều bị dính cả. Làm gì có ai không trốn đâu, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Trên thực tế, không chỉ riêng ở Việt Nam và nhiều nước không minh bạch trên thế giới thì người ta mua bán quyền sử dụng đất. Ví dụ như mua một căn nhà giá 1 tỷ thì họ chỉ báo nếu như mà ai mà tốt thì báo giá khoảng 500 cho đến 700 triệu mà thôi, chứ không ai báo đủ 1 tỷ để mà phải nộp thuế với giá trị nhiều phần trăm trong khối tài sản đó được. Bởi luật lệ ở Việt Nam rất khó để kiểm soát chuyện này cho nên điều đó đã xảy ra. Không như các nước văn minh trên thế giới ví dụ như là Singapore hoặc là Anh hoặc là Mỹ thì họ mua bán thì đều phải công khai và chuyển tiền qua ngân hàng chứ không có chuyện đưa tiền mặt vì lẽ đó khó có thể trốn thuế theo cách này báo chí cách mạng cho thấy là có đơn Tố giác tội phạm có nghĩa là có người tố cáo em Uyên Phương và tội này mà không có tố cáo thì công an khó mà biết hoặc là bị cài số tiền bị cho là trốn thuế là khoảng trên 5 tỷ với mức thuế suất là 2% thì tổng số tiền khai gian là vào khoảng 250 tỷ, tức là giá trị thực cho giao dịch có thể gấp vài lần với mức trốn thuế của cá nhân trên một tỷ thì em này có thể dính án từ hai đến bảy năm tù cộng với tiền phạt không kể làm gì vì nhà em nó quá giàu vấn đề chúng ta cần quan tâm là tại sao trong vạn người trốn thuế mà lại bắt đúng em này phải chăng chỉ là do số đen bị chơi bị cài và riêng với tội trốn thuế kiểu này thì chả cần suy đoán vô tội làm gì bởi vì mình dự là ai mua bán bất động sản mà chả dính May là mình không có tiền để mua bán bất động sản mà thôi. Khi báo đăng vụ này làm mình chợt nhớ tới vụ tương tự là luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải dính vụ tương tự mà trốn có 280 triệu, dính 12 tháng tù treo cả hai vợ chồng. Nhưng với anh này thì dễ hiểu vì anh vốn đình đám trong giới phản biện, nhưng tù nhân nổi tiếng hơn cả cùng tội danh là anh Hải Điếu Cầy trốn thuế cho thuê bất động sản. Vấn đề là lần này thì kẻ bị điều tra lại là một công chúa đại gia, thành phần khác, có thể anh em phản động giờ trả con hoặc trả con bất động sản mà mua với bán, hết nạc thì vạc đến xương, nhưng đúng là tội này mà hốt anh em đại gia thì mới đông khách, chứ phản động nghèo mặt dẹp có trốn cũng chỉ được vài trăm triệu ăn thua gì mình cho là vụ này nằm trong bối cảnh thị trường bất động sản đang xịt và đồng nghĩa với việc có một số đại gia giàu thật và có tiền tươi thóc thật đi gom bất động sản đâu cũng là một xu hướng đáng lưu tâm vì gom tầm này sẽ tránh thuế được và nhiều hơn sau này khi mà luật đất đai sửa đổi sẽ có khung giá đất sát với giá thị trường hơn nhưng quan trọng hơn cả là bây giờ có điều kiện để ép hạ giá Công an xử lý ca này cũng là để dằn mặt anh em đại gia đang có xu hướng trên. Nhưng tại sao thì nhằm chúng em Phương Uyên này thì có thể còn có những lý do khác liên quan đến Tân Hiệp Phát. Biết đâu sẽ chỉ là cái cớ để mở rộng điều tra. Và điều này thì cũng tương tự với vụ tướng ca. Lý do bắt thì cũng khá vớ vẩn đối với đối tượng này lại có quan hệ rất khủng Lẽ ra thì sẽ không bị động đến như gia tộc Dr. Thanh chắc cũng phải có quan hệ tốt với bên công an. Lưu ý đây là gia tộc Hoa Kiều đại gia. Nghe nói nhà Tân Hiệp Phát còn cho vay lãi ngoài nữa rồi siết nợ bất động sản cầm cố. Thế nên vụ điều tra công chúa nhà ấy có lẽ chỉ là cái cớ và cái đích là điều tra cho vay và siết nợ này dự là chính những người bị siết bất động sản đã tố cáo em này trốn thuế. Vụ này nằm trong bối cảnh công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm đòi nợ thuê và khám xét các đại lý F88 đều liên quan đến cho vay lãi cao và đòi nợ thuê liên quan đến Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi